Bây giờ mình test cái beholder, các bạn có thể thấy là đây là cảnh buổi đêm mà mình đang đi bộ, cầm tay beholder và chủ thể đang đi theo. Đó. Các bạn có thể thấy cái iPhone thì nó rất là rung lắc. Bạn thấy không? Bây giờ là band theo chủ thể mà mình đang đi bộ. Cảm giác rất mượt. Bây giờ chúng ta sẽ test thử là đi đi lên trên bậc thang để các bạn thấy được độ mượt của nó. Và mình sẽ chuẩn bị chạy lên nhé. À, các bạn thấy sao? Chạy con ghê luôn nha. Quá mệt thôi các bạn. Đây là bây giờ mình sẽ lúc thử cái position ngang của nó. Bây giờ mình chỉ quay ngang thôi. Qua đây, qua đây, qua đây. Tự đó kìa, gió sáng. Ok. Rồi. Bây giờ mình lốc thử position ngang. Bình thường á thì khi mình ngửa lên, camera sẽ đi lên, ngửa xuống sẽ đi xuống và đẩy qua sẽ qua, để lại và nó sẽ lại. Bây giờ mình sẽ lốc, có nghĩa là mình khóa một chiều và chiều này nó chỉ là trái và phải mà thôi, không có lên xuống ha. Đấy, lên xuống nó vẫn giữ yên, trái phải. Bây giờ là mình lúc thử cái cả ngang cả dọc, bây giờ chỉ điều khiển bằng cái joystick. Ok, bây giờ chúng ta xoay kiểu gì nó cũng một chỗ, đúng không? Lên xuống, thấy không? Thì cái hướng nó không thay đổi, bây giờ chỉ có dùng cần gạt mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ lúc lại, hồi nãy bị gián đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ lúc lại cái position của nó. Đầu tiên là mình giới thiệu về cái position ngang dọc, có nghĩa là nó sẽ smooth, nghĩa là khi mà bạn đưa qua thì nó không có chạy qua ngay mà nó sẽ chạy theo chậm chậm. Ví dụ bây giờ mình sẽ vặn qua trái, nó sẽ đi rất là mượt, đi rất là mượt. Xuống dưới cũng vậy, vặn lên trên. À, và cái mod thứ hai đó là mod lúc trên dưới, để chúng ta đây mọi người nó vẫn sẽ giữ lại cái chiều dọc. Bây giờ mình chỉ ban ngang được thôi đó, ban trái ban phải. Ok, còn cái mod thứ ba của mình là mod lúc hết luôn, nghĩa là phải trên dưới trái phải luôn. Đây các bạn thấy, thấy không? Màn hình vẫn cứ đứng về chủ thể khi mình di chuyển kiểu gì. Cái này rất là tiện khi mà đi ngang hay là đi theo chủ thể. Để đi thôi. Đi. Thấy không? Thì mình bắt đầu đi. Dùng cầm theo chủ thể.
tự quay hả? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chào tao giờ đẹp rồi. Ủa? À đúng rồi. Tại vì nó lúc. Thôi à. Ai đã chạy qua chỗ kia mà kia là là tao nghe nếu cho lót nha. À, quay về thôi.